nông dân Thái Lan đua nhau trồng giống lúa Việt Nam. Các bạn thân mến, tin tức đang rầm rộ bên Thái Lan gần đây là vụ nông dân Thái Lan đang đổ xô nhau trồng các giống lúa mua từ Việt Nam. Trên một kênh YouTube Thái Lan có đưa tin như sau. Lâu nay Thái Lan đã ban hành quy định nhằm bảo vệ thương hiệu gạo Thái. Nhưng hiện nay nông dân vẫn âm thầm chuyển sang các giống lúa Việt Nam, vốn chất lượng tốt nhưng giá lại rẻ hơn, như vậy mà gạo làm ra dễ bán hơn. Ông Charuen Lautamatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, nói với tờ Nikkei Asia Review, hơn 160.000 hecta đất miền Trung Thái Lan đã trở thành nơi trồng lúa Việt Nam, chiếm hơn một nửa diện tích của vùng này và chiếm đến hơn 1/3 diện tích cả nước. Không ai có thể phân biệt được đâu là giống của Thái, đâu là giống của Việt Nam. Theo Nikkei, giống lúa Việt Nam trồng ở Thái Lan là giống Jamin 85 có thể thu hoạch chỉ sau 19 ngày kể từ lúc xuống giống. Giống lúa Thái ngược lại khó gieo trồng hơn với các giống cao cấp như Homali cần tới 120 ngày mới được thu hoạch. Vì là xưa nay người Thái vẫn luôn tự hào về các giống lúa thơm ngon của mình. Mà tự nhiên bây giờ nông dân nước họ lại quay ra đua nhau trồng các giống lúa của Việt Nam. Điều đó làm cho dân mạng Thái tỏ ra gay gắt rất ghê và sau đây là phần đọc bình luận cho các bạn cùng nghe nhé. Đây là sự thật, giống đất đã bắt đầu phát triển rất nhiều, lúa Việt Nam cho năng suất rất cao nên mỗi giai, dễ chăm sóc, ít xảy ra dịch bệnh, chất lượng như gạo Thái Lan cấp phổ thông, chuyện này chúng ta phải chấp nhận sự thật. Đó là gạo Jamin 80, có nguồn gốc từ lai tạo, từ Jamin 105, chắc chắn không phải loại gạo Jamin 85 của Việt Nam. Gạo Jamin 80 của Thái Lan có lưu trữ DNA, nếu bà con xung quanh tò mò có thể gửi cho chúng tôi kiểm tra. Chúng tôi đến từ Nakhon Sawan. Vùng Nakhon Sawan là nơi trồng thử nghiệm giống lúa này. Ngày thu hoạch của giống lúa này có thể khác một chút, nó phụ thuộc vào môi trường. Vì vậy, Việt Nam có thể hiểu lầm đó là giống lúa của họ. Còn gạo Jamin 85 của Việt Nam thì có nhánh RD85 là loại gạo cứng đất, năng suất cao. Phép lai 3 chiều giữa PSB10, CNT96 và LPHR303. Việt Nam đừng đùa giỡn nữa. Vâng, tại sao chúng ta phải trồng lúa Việt Nam? Nhưng phải trả lời câu hỏi này, chúng ta có rất nhiều loại gạo nguồn gốc Thái Lan, phù hợp với khí hậu và địa lý của Thái Lan. Bây giờ Thái Lan tập trung vào chất lượng, chứ không phải số lượng như trước. Gạo Thái Lan thơm ngon, từng đứng số 1 thế giới, vậy thì tại sao chúng ta lại lấy đồ của anh ấy để trồng? Không thể chỉ đổ lỗi cho nông dân Thái thiếu hiểu biết về cơ quan chính quyền, các nhân viên nhà nước, họ im lặng thay vì giáo dục nông dân, nhưng họ lại chỉ biết ngồi trong phòng điều hòa. Gạo Việt Nam có thể được bán với giá rẻ hơn, nhưng nó cho năng suất trên mỗi giai cao hơn so với gạo Thái Lan. Vì các cơ quan của Thái Lan cho rằng họ không có ngân sách và công nghệ để phát triển giống lúa Thái. Ba la ba la. Đây là thông tin rất hữu ích. Nếu thực tế các loại gạo của Việt Nam đang cứu đói cho thị trường thế giới thứ 3 và các nước thiếu gạo trong năm mất mùa, thì điều đó thật tuyệt vời. Các loại gạo trong nhóm thị trường thấp cấp này có nguồn gốc tự nhiên, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, không phải loại do nông dân Thái Lan tự sưu tầm và lai tạo. Đặc điểm của giống lúa này là chịu hạn, kháng sâu bệnh, năng suất cao trên mỗi đai. Chính phủ Thái Lan không đẩy mạnh nghiên cứu giống lúa, vì vậy đã giảm khả năng cạnh tranh của các loại gạo bán trên thị trường. Ngân sách trao tận tay cho nông dân mà không nhận ra tầm quan trọng của khoản ngân sách này. Vì vậy, người nông dân đã mua một chiếc xe săn cũng trả hết tiền khi mua một chiếc ô tô mới và cuối cùng bị mắc kẹt qua nhiều thế hệ. Người Thái, chẳng lẽ chúng ta tự chặt chân tay thật sao? Nhìn lại Thái Lan, chúng ta đã đi một chặng đường dài và chúng ta cần phải tiến về phía trước, không được lùi bước và nhận lại những gì mình đã làm trong quá khứ. Như vậy là không tốt. Mọi thứ bị lặp đi lặp lại, đồ đó thật lãng phí thời gian. Tốt hơn là mỗi người hãy tiếp tục, đừng lưu giữ mãi những thành tích cũ trong tâm trí mà chúng ta đã trải qua. Đúng là mấy kênh tin tức Thái không biết mà cứ cho là chúng ta đang trồng lúa Việt Nam, cái này mới là đáng sợ hơn. Tôi không chắc đây có phải là sự thật không, nếu đúng như vậy thì tin tức này có thể thật sự có giá trị. Ngay cả khi sầu riêng Thái Lan bị một số người Thái Lan gian xảo cùng với người nước ngoài đội lốt hàng Việt Nam, đánh cháo thành hàng Thái Lan và có rất nhiều tem từ Thái Lan, được dán vào rồi gửi sang Trung Quốc. Có lẽ tin tức này là đúng bởi vì một số kênh tin tức và kinh tế đã bắt đầu phát đi thông tin này. Tôi nghĩ nó có thể hợp lệ vì các kênh chúng tôi thường nghe là tin trực tiếp về nhiều chủ đề. Khi ở nhà tôi đi mua gạo Hương Lại của Thái, nhưng tôi thừa nhận là hầu như nó không có mùi thơm khi nấu. Từ năm ngoái tôi vẫn phàn nàn mấy bao gạo mua về ăn không có mùi gì cả, tức là vẫn ăn được, gạo mềm nhưng không có mùi thơm. Tôi thấy phóng viên bảo người Thái đã đưa giống lúa của Việt Nam sang trồng hơn một nửa diện tích đất nước. Tương lai gạo Thái Lan đang lo ngại lắm. Tôi không biết tay phóng viên kia có điên hay không. Thực tình chúng tôi cũng không biết nhiều về tính xác thực của nó. Nhưng sau khi đọc được bình luận ở đây, không hiểu sao lòng tôi lại dấy lên một điều rằng gạo Thái vẫn còn tồn tại.
Ôi, một cách ngẫu nhiên trong một vụ lúa có hàng trăm giống lúa khác nhau được trồng, và như bộ môn sinh học của tôi có nghiên cứu về giống lúa ở cấp độ gen cả chịu mặn, chịu úng, chịu ngập, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai nói đến giống lúa của Việt Nam. Việt Nam có lẽ đã quên rằng họ đã từng gửi sinh viên sang học tại khoa nông nghiệp ở nhiều trường đại học của Thái. Và sau một thời gian, tôi nghe thông tin Việt Nam ăn cắp giống lúa của Thái Lan và cải tạo thành giống của nước mình. Bởi vì lúc đó, Việt Nam bắt đầu cố gắng cạnh tranh với Thái Lan về xuất khẩu gạo, nhưng giống gạo Việt Nam không đủ chất lượng vẫn không thể đấu với người Thái cho đến tận hôm nay. Hôm nay lại có tin giống lúa Việt Nam tấn công Thái Lan, phải chăng Việt Nam muốn làm một đất nước nhếch nhác như Campuchia? Gạo được giao dịch tại Thái Lan phần lớn có thể chia làm hai loại là gạo xay mềm như gạo trắng, gạo Jasmine 105, Pathum Thani và gạo nếp sẽ là RD6. Và các loại gạo cứng như RD21, RD23 không có chuyện nhà máy ép giá thu mua của nông dân. Nông dân nếu đưa giống lúa của Việt Nam ra thị trường không được thu mua, vì vậy mà họ có muốn trồng cũng không được. Khi bán gạo Việt Nam, giá thường rẻ hơn gạo mà thị trường mong muốn. Còn lúa Việt Nam thực tế đã được trồng ở Thái Lan từ 40 đến 50 năm trước. Đây là loại lúa ngắn ngày, thu hoạch 3 tháng một vụ. Nó được trồng phía Đông Bắc, họ gọi là gạo nguyên hoặc gạo nếp. Nhưng bây giờ ít thấy, bởi vì cơm cúng, ăn không ngon. Nó là giống lúa đến từ những người Việt đi di cư từ thời Điện Biên Phủ. Việt Nam họ chỉ dùng tiếng Thái để quảng bá gạo của họ. Lúa trồng 3-4 tháng là được thu hoạch, một năm cấy lúa 2 lần, đất không bị thối. Nếu sương năng thì năm nay cấy 3 vụ là đủ, nhưng hầu hết người Thái chỉ trồng lúa 1 lần. Thật sự đồ ăn Thái Lan đang trên đà phát triển, trong đó gạo Thái như một thành phần không thể thiếu trong đồ ăn Thái Lan. Nếu nông dân trồng lúa tụ tập lại để kết hợp với người nấu ăn đông lạnh xuất khẩu thì sẽ nâng cao giá trị gạo Thái Lan. Khách hàng có thể dễ dàng mua và ăn, mùi vị không khác nhiều so với thực phẩm tươi sống. Người nước ngoài đã từng đến Thái Lan nên có thể mua và ăn để giá gạo tăng lên. Tôi đã từng xuất khẩu đồ ăn đi khắp thế giới, marketing miệt vườn nên tôi hiểu. Có lẽ tin tức là sự thật, giờ đây gạo thơm ngon của Thái Lan đã gần như biến mất khỏi thị trường. Nhưng nói nó ngon hơn gạo Thái thì không đúng. Hạt gạo tơi xốp mềm dẻo, mùi thơm, nhưng không thể ngon bằng gạo thơm lài Thái Lan, nay bán không ngon như xưa, bây giờ nó giống như gạo lài trộn với gạo lứt. Có nhiều nguồn tin Thái Lan nói rằng hàng triệu dai đã được trồng, chỉ mất 3 tháng để sản xuất thêm vụ mùa nữa. Một số nguồn có tham khảo từ những người trồng thực tế, một số khu vực diện tích cả làng cùng nhau trồng. Tôi không thực sự quan tâm, nhưng tin tức đang bắt đầu xuất hiện. Thật sự tôi đang nghe kênh tin tức Thái Lan, người nông dân Thái bí mật gieo trồng và thu hoạch nhanh chóng, cân nặng tốt. Khi cán bộ đi kiểm tra gạo, người nông dân sẽ khẳng định đó là gạo trắng bình thường. Trên thực tế, cũng có nhiều giống lúa Thái Lan cho năng suất tốt hơn gạo Việt Nam như Homburma, Ekinonthung, Eliangthung, v.v. Nhưng các nhà máy xay sát gạo không nhận thu mua hoặc họ mua với giá rất rẻ nên không ai trồng. Còn gạo Việt Nam, loại 53 trên 1kg được coi là đắt tiền. Vì vậy mà nhiều người mang đi đập lúa cho gà vịt ở vùng Đông Bắc, họ gọi là khao bát lan. Cuối cùng chính phủ không có ý tưởng nào để giải quyết vấn đề. Vì vậy người nông dân phải gánh tiền thuế của mình hàng năm. Nhà máy Thái Lan không được xây được gạo Việt Nam và cần phải có luật kiểm soát giống lúa. Tin này có thật không? Nông dân Thái Lan đừng cầu thả. Quan trọng nhất là đừng để người nước ngoài xúc phạm chúng tôi. Sẽ không có gì lạ nếu trong tương lai tất cả nông dân sẽ trồng lúa Việt Nam, bởi vì năng suất trên mỗi giai cao hơn nhiều. Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng các giống lúa Thái Lan cho năng suất thấp nhất. Tôi chưa bao giờ tự hào rằng Thái Lan là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tôi sẽ chỉ hạnh phúc khi chúng cung cấp những sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Có thể có những kẻ buôn lậu đã trồng nó dọc biên giới, trộn nó với gạo Thái rồi mang về bán. Khi không được giá, ông mang chính phủ ức hiếp dân nghèo, thiết nghĩ tại các vựa lúa lớn cần phải do mình tuyển chọn, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Các loại kinh tế ở Việt Nam đều được trồng ở Thái Lan, bao gồm cả trái cây. Người ta ước tính rằng Việt Nam đã lợi dụng các vấn đề trong chính trường Thái Lan để đánh cháo thương hiệu Thái. Dựa vào vị trí địa lý nằm cạnh Trung Quốc nên họ đang cạnh tranh thị trường lớn với chúng ta. Nói một cách đơn giản, họ đến để chia sẻ thị trường Trung Quốc với chúng tôi. Năm 2007, hơn 10 năm trước, tại Hội nghị đất mặn quốc tế ở tỉnh Khon Kaen, các học giả Việt Nam đã mang giống lúa Homali 105 về nước và tuyên bố chủ quyền. Tôi không hiểu tiếng Khmer, Việt Nam, nhưng có vẻ họ thật sự thích gây rối với Thái Lan. Chúng ta có gì sai với nó chăng? Thái Lan sẽ mang giống lúa của Việt Nam về bằng cách nào khi mà ông ấy cấm mang giống lúa ra khỏi đất nước? Gạo có thể được kiểm tra DNA, mọi người đừng làm loạn lên. Các nhà máy xây sát hay dân buôn gạo nước ngoài có dạy gì mà mua gạo Việt Nam,
nếu không khách hàng trước sau gì cũng bắt được hành vi gian lận. Thông thường người dân của đất nước này sẽ tin tưởng hoàn toàn vào tin tức khi có phóng viên nói tốt về Việt Nam nhưng lại làm rối tung lên nếu nhà báo nào đó lên tiếng gây thiệt hại cho người Việt. Từ mấy chục năm trước, học giả nông nghiệp ở nhiều nước trên thế giới. Một trong số đó là Nguyễn, xin học giống lúa của Thái Lan và yêu cầu được trồng ở nước họ vì lúc đó Thái Lan là vua của các giống lúa chất lượng mà cả thế giới đã chấp nhận. Tôi nhớ không nhầm họ mang giống lúa của Thái Lan về nước để học tập, hay gọi đơn giản là trồng trọt và nhân giống. Cơ quan Thái Lan nào quá tốt bụng, cho đến khi anh ta trồng một vụ mùa bội thu và đập lúa nhà ta tan tác. Ăn thì trò nao tàn nên bày trò chính trị với nước khác, nhưng sự thật thì đầy phân mèo. Giá phân bón đắt vì Nga là nguyên nhân, Thái Lan cần giảm chi phí bằng cách giảm thời gian trồng lúa để nhanh được thu hoạch. Gạo Việt Nam chỉ mất 3 tháng, nếu vậy một năm có thể cấy lúa 4 vụ, nhờ đó họ sẽ nhận được số lượng lúa nhiều hơn. Nếu tin tức này là sự thật, tôi lo lắng về gạo Thái Lan. Thái Lan có trung tâm phát triển giống lúa, chắc Việt Nam không biết nhỉ, ha ha. Các giống lúa Việt Nam có lợi thế chịu hạn, chịu ngập úng, năng suất cao. Tôi không chắc, tin tức có thể là sự thật, ngay cả khi sầu riêng Thái Lan bị một số người Thái Lan san xảo cùng với người nước ngoài đánh cháo hàng Việt Nam vào và được dán tem từ Thái Lan gửi sang Trung Quốc. Xin hỏi người quen biết ở đây, nếu ai biết tên loại gạo nào mang thương hiệu Thái Lan nhưng thực chất là giống gạo của Việt Nam thì nói cho tôi biết để tôi không mua. Tôi không muốn lãng phí tiền vào những thứ như thế này, tôi không muốn ăn, nó không ngon. Tôi thật sự không biết nó có thật không, nhưng tôi thấy thông tin nói nhiều rằng nông dân Thái Lan trồng rất nhiều gạo Việt Nam đã xuất hiện. Họ bảo là trồng nhiều hơn cả giống lúa của Thái, lại hơn lúa Thái và nói rằng sợ một ngày nào đó gạo Thái bị tuyệt chủng hoặc biến mất. Họ cho rằng tương lai của gạo Thái Lan đang lo ngại, nếu đó là sự thật thì rất đáng lo ngại. Nhưng nếu nó không đúng sự thật, tôi có thể nói một lời rằng phóng viên rất giỏi trong việc tung tin và khiến mọi người hiểu lầm. Tin tức Việt Nam là không đáng tin cậy, các nhà báo luôn khoe khoang và khoe khoang. Các nước này thích tiêu thụ tin tức từ ca ngợi và người dân tự ái. Vì chế độ cộng sản, nhưng người Thái đừng thờ ơ, chất lượng sản phẩm phải được duy trì và đừng để giống lúa của Thái bị đánh bại. Giống lúa Jasmine của Việt Nam lén lút lấy giống từ Thái Lan về trồng rồi bảo là của mình. Giá gạo Thái 1.000 ban thì của Việt Nam chỉ được 500. Việt Nam sản xuất nhiều, xuất khẩu nhiều nhưng chất lượng không thể cạnh tranh với gạo Thái Lan. Đó có phải là chiến lược của Việt Nam bí mật thả giống lúa của họ vào Thái Lan để sau này Thái Lan sẽ mất đi giống gạo quý? Đất nước chết tiệt như Việt Nam đừng để ý, đất nước sang rưởi như Việt Nam không biết về DNA, đất nước này ngu ngốc từ chính phủ đến người dân. Đừng chỉ cãi nhau là hàng Việt hay hàng Thái, hãy hỏi ý kiến của người Khmer trước. Dù từng hạt gạo cơm mà chúng ta ăn ngày nay có lẽ được khắc trên bức tường của người Khmer. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bình luận của khán giả Thái Lan khi nghe tin tức này. Trong số đó có một số bình luận xúc phạm người Việt, một số bình luận thể hiện sự bảo thủ rằng gạo Thái là ngon nhất rồi đòi tẩy chay không mua gạo nếu biết gạo đó được trồng từ giống của Việt Nam. Nhưng nếu người này họ có trả tiền cho nông dân Thái hay không? Người nông dân họ cần là trồng cây gì mà có lãi? Họ có vẻ thật khác so với người Việt mình. Mỗi khi mình nhìn thấy bên Trung Quốc có cây gì cho năng suất cao là mình chỉ mong người nông dân nhà mình cũng mua được giống ấy về trồng. Còn người Thái có vẻ họ lại nghĩ ngược lại, luôn cho mình là nhất. Mà thôi, video của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!